anh á không quan tâm em gì hết trơn á. Nè, quan tâm nè. Hạ quả đi. Người ta nhắn tin cả nửa thế kỷ sao mới chịu trả lời. Trời ơi, em không biết đâu. Lúc đó anh đang phục vụ bà già đó. Bà phát hiện là chết luôn á. Anh còn phải kiếm tiền nè, để về còn lo cho em, lấy tiền cho em xài nữa chứ. Anh nói làm như có mình em xài tiền bằng vậy đó. Em không biết đâu. Em cho anh một tháng, anh phải dứt khoát với bả. Không á, lẹ không chịu đâu. Cứ yêu nhau mà lén lút vậy hoài ấy, mệt mỏi quá. Anh biết rồi, em cố gắng đợi đi. Cấp này bả khó lắm. Anh tìm cách á, em anh hốt một cục á, rồi tụi mình trốn ha. Lúc đó anh ở bên em ha. Thôi mà cưng. Khó gì khó em không biết nữa. Anh làm sao làm đi không thôi á, là chia tay á. Biết rồi, em là nhất của anh mà. Bả anh chỉ lợi dụng bả thôi. Trời ơi trời. Mày là con nào? Mày là con nào mà dám mà giật người yêu của tao hả? Chị muốn tao hả? Em đừng im đâu. Để tôi xử nó xong, tôi xử tao. Đi đi. Mày dám giật người yêu của tao hả? Hả mày? Chị làm gì vậy? Có gì ra ngoài giải quyết. Nè nghe mày, mày có chừng mấy tao. Thôi em. Tao gặp một nửa tao quýnh đường cho mày coi. Chị đi về đi. Mày đừng có để tao gặp mày nữa nghe mày. Hả mày? Em xuống đi, người ta nhìn kìa. Xuống, làm gì ùm lên vậy? Còn làm gì nữa hả? Em hiểu lầm anh rồi. Làm cái gì mà làm? Thật sự á, nhỏ là nhỏ bạn ở dưới quê á, nó mới lên thành phố. Rồi nó điện anh ra uống cà phê. Em biết mà, đi đường xa. Rồi cái bắt đầu nó chóng mặt. Rồi nó dựa vô lòng anh chứ anh có ôm nó nào đâu, tay chân đâu ôm. Trời đất ơi, tôi thấy ôm áp rõ ràng hà. Mà nói với tôi là không có. Nè, tiền của tôi lấy cho con nhỏ đó phải không? Tôi nuôi anh, nuôi luôn tình nhân của anh phải không? Không có em ơi, không có. Thiệt, hiểu lầm thiệt mà. Em thiệt, không có thiệt. Anh chỉ yêu mình em mà. Nè, thương tiền tôi hay thương tôi? Thương em. Tiền đó mà tiền. Đó, giận chi vợ bệnh đau bao tử tái phát nữa rồi đó. Kệ tôi. Đó, thôi từ từ em. Để anh dẫn em đi ăn á, rồi cho em uống thuốc luôn ha. Em ăn cái gì mà ăn? Tôi thấy cái mặt ông hả là tôi ói ra rồi. Ở đó mà ăn chứ uống gì nữa. Nè nha, từ đây hả đừng có bén mảng tới nhà tôi nữa nha. Đừng có tìm tôi nữa nghe chưa. Em nhìn cái gì? Em, anh xin lỗi mà. Mình muốn kiếm tiền á, mình phải chịu khổ nhục kế chứ. Anh không biết cảm giác của em hồi sáng đâu. Mà em thấy anh còn mạnh khỏe, lao động được. Sao không đi làm kiếm tiền đi? Suốt ngày cứ bám mụ già đó hoài. Em biết mà, anh làm lương ba cọc ba đồng. Thân anh lo còn không xong nữa, rồi sao lo được cho em? Ráng chịu đựng chút xíu nghe em. Nha. Anh có biết hồi sáng này em đau với em tức, em nhục lắm không? Anh cũng chịu bên em nữa. Trời, mình đang lên kế hoạch. Lúc đó anh vô anh binh, rồi lỡ dở ra hết rồi sao? Lúc đó em không hiểu đâu. Trong lòng anh nó ruột gan á, nó xót dữ trời lắm. Ủa, mà em còn đau không? Mẹ đó, già mà dữ như quỷ vậy. Nắm đầu người ta đánh vậy, hỏi đau không nữa. Ôi, ráng chịu đựng đi nghe anh. Mà hồi sáng này á anh giải thích sao với bả vậy, rồi bả tin không? Nghề của chồng em mà, anh chỉ cần ngọt với bả một chút xíu thôi nha. Tại vì bả mê anh mà. Ôm đựng về cái là bả siêu lòng liền. Ừ đúng rồi, anh ráng ngọt ngào nhiều vô rồi dụ bả lấy hết tài sản của bả cho bỏ ghét. Thương tiền tôi hay thương tôi? Tiền của tôi lấy cho con nhỏ đó phải không? Tôi nuôi anh, nuôi luôn tình nhân của anh phải không?
Anh. Anh. Cái gì em? Anh đang nghĩ gì vậy? Em cứ yên tâm đi, anh sẽ trả thù, rửa nhục cho em. Anh trả thù cho em. Anh nên nhớ là bả có tiền, anh á thì anh sống nhờ vào bả. Rồi anh tính sao? Anh làm gì bả? Làm gì? Em đợi đi. Em sẽ đợi. Còn bây giờ? Em đây. Còn bây giờ á, anh phải đền bù cho em chuyện hồi sáng. Em đợi hết nổi rồi. Kéo đi. Rồi, anh tố giá này 10 triệu. Thôi, ốp. Ốp luôn. Hai đứa nó ốp rồi, chú em có theo không? Tôi theo. Tôi không tin sáng giờ anh đòi vậy luôn á. Ờ. Rồi chú. Ê, cha, quá dữ luôn. Bè, dạ đi. Đẹp quá ha. Ai cha, nhưng mà như em nói đó, sáng giờ đỏ quá. Dạ đi. Hay lắm á, nhưng mà không bằng anh đâu. Trời ơi, ba còn mắt luôn. Đẹp hơn nữa. Ghê. Mắt nó mới ghê chứ. Rồi, vậy là nó ngon rồi. Như vậy là thêm 10 triệu nữa ha em ha. Cái cũ của anh là 40, bây giờ thêm 10 triệu là 50. Em tính từng nào trả đi. Thì chơi đi, từ từ tôi gỡ. Tao mệt lắm rồi luôn. Từ sáng tới giờ toàn là nói miệng không à. Nhớ cũng không nổi luôn, nó nhiều quá rồi. Thôi nghỉ đi ha. Nghỉ cái gì bà nghỉ? Hồi đó giờ tôi thiếu mấy người, có khi nào mà tôi không trả không? Thôi đi, máy bay mày cắt chi viện rồi thì tụi tao cũng phải lo sợ chứ sao. Bà nói gì vậy? Tao nghe người ta đồn á, là bà dẫn cái con bồ nhí mày đi hẹn hò. Rồi á, bà già đó bà bắt được, đúng không? Bà giờ bà cắt chi viện, có gì nữa. Đúng rồi mẹ ơi, máy bay cắt chi viện rồi thì thôi, trước đây á mày làm trâu làm ngựa cho mấy bà cởi, thì bây giờ mày tìm cách khác đi, giờ còn nữa đâu. Im đi. Thôi đủ rồi. Tiền á của anh 50, của Hồng này á 15. Anh cho chú mày á thời hạn trong 1 tuần phải thu xếp cho được. Nếu không được á thì anh có cách giải quyết, mà chú biết rồi đó, cái cách giải quyết của anh đó nha. Nghỉ. Nhớ trả cho tao. Trước đây mày làm trâu làm ngựa cho mấy bà cởi, thì bây giờ mày tìm cách khác đi, giờ còn nữa đâu. Alo. Alo. Em. Có chuyện gì? Anh nhớ em quá à. Anh đang ở phòng nè. Em qua với anh được không? Tôi không có rảnh. Vậy nha.
Em khoan khoan, nghe anh nói nè, anh nhớ em lắm, em chỉ cần qua gặp anh thôi, gặp lần cuối cũng được nữa. Anh có chuyện quan trọng nó muốn nói với em. Nghe em, gặp anh một lần thôi nha. Ừ, được rồi. Anh đợi. Em có chuyện gì nói nhanh đi. Kìa, làm gì mà lạnh lùng với anh dữ vậy? Em có biết là xa em, anh nhớ em nhiều lắm không? Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Tự nhiên cái em giận anh nè. Em giận anh á, làm anh thiệt. Không có lúc nào mà anh không nhớ đến em hết. Em, anh biết anh sai rồi. Anh xin em tha thứ cho anh nghe em nha. Nếu như em không có tiền á, anh có yêu em không? Em nói vậy là sao? Em nên biết á, anh yêu em là tình cảm chân thành. Em nói anh như thế nào anh cũng chịu được. Đừng có nói anh như vậy. Đừng có xúc phạm tình cảm của anh. Thôi được rồi, tôi tha thứ cho anh. Nhưng mà nè, mai mốt á nha, tôi mà bắt gặp anh á hả, ngồi với một con gái nào nữa đó ha, tôi sẽ lấy xe, lấy điện thoại, ngay cả công việc làm ăn của anh tôi cắt hết. Nói vậy là em chịu tha cho anh rồi hả? Trời ơi, anh mừng quá. Đây. Em có biết không, khi xa em á, anh chịu có nổi đâu. Lúc nào cũng nhớ em, cũng buồn rầu vậy. Ăn cũng không được, ngủ cũng không yên nữa. Em mà xa anh thêm nữa, chắc anh chết sớm quá. Mấy hôm nay á, giận anh, em hả suy nghĩ nhiều, đau bao tử lại nè. Đó, thấy chưa, giận ta làm chi giờ đau bao tử. Em đang đau bao tử hả? Vậy để lấy thuốc đau bao tử cho em uống ha. Thuốc bao tử đâu anh có. Thì bà xã của anh, lúc nào á, anh cũng thủ suốt đau bao tử cho em uống. Giờ anh lấy cho bà xã uống ha. Không, bây giờ em muốn đi ăn à. Nè, không có làm nũng nghe chưa. Uống vô cho tôi rồi mới đi ăn. Lỡ đi dọc đường á có bị cái gì, rồi lúc đó tôi sống dài. Ừ. Vậy lấy thuốc đi. Ừ. Đợi anh xác cái cục cưng. Ừ, nhanh nhanh đi, đó bụng rồi đó. Đây nè, cục vàng, uống đi. Cảm ơn cục cưng nha. Uống hết luôn, uống hết luôn. Đó. Ngoan, vậy mới là bà xã của anh chứ. Em, bây giờ anh đi tắm ha. Tại lâu ngày gặp lại cũng phải tắm. Xong rồi cái dọn đồ qua nhà vợ chồng mình luôn. Tắm nhanh lên nha. Biết rồi. Sao không em?
Bị cáo Hồ Sĩ Thức, bị cáo đã từng có thời gian chung sống như vợ chồng với bị hại Đỗ Thùy Quyên, tại sao lại ra tay giết và đốt xác bị hại như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, do bị hại làm nhục bị cáo trước đám đông, và khi về sống chung thì bị hại lúc nào cũng xem bị cáo như là một kẻ đào mỏ. Bị cáo tính dạy cho bị hại một bài học, chứ bị cáo không có cố tình giết bị hại. Theo cáo trạng thì bị hại là người mua xe, mua điện thoại và cả xin cả việc làm cho bị cáo. Vậy tại sao bị cáo không biết ơn mà còn ra tay tàn nhẫn như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị hại có hứa với bị cáo là nếu bị cáo quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho bị hại thì bị hại sẽ lo cuộc sống lại cho bị cáo. Bị cáo không có tiền, không có điện thoại, không có xe máy xịn nên bị cáo mới đồng ý. Cái đó gọi là trao đổi, chứ bị cáo không có lấy gì của bị hại hết. Đề nghị mọi người trật tự. Bị cáo nói bị cáo không có ý giết người, vậy tại sao sau khi giết bị hại bị cáo lại có hành vi cướp toàn bộ tài sản hơn 100 triệu và còn dùng bao bố lớn đưa xác nạn nhân ra bãi đất trống đốt xác phi tang? Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo hoảng sợ quá nên không có nghĩ ra là mình làm cái gì. Bị cáo không biết, không kiểm soát được hành động của mình. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Sĩ Thức đối với bị hại Đỗ Thùy Quyên là vô cùng tàn ác. Sau khi giết bị hại bằng thuốc chuột, bị cáo đã cướp toàn bộ tài sản bỏ về nhà mẹ đẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, bị cáo trở lại hiện trường dùng bao tải lớn chở xác bị hại đi phi tang bằng cách đốt cháy nhằm gây khó khăn trong công tác điều tra. Khi bị bắt, bị cáo quanh co chối tội, không thể hiện sự ăn năn hối cải. Căn cứ vào điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự, sau khi tổng hợp hình phạt, viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hồ Sĩ Thức về tội giết người và cướp tài sản. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Phạm Ánh Quỳnh, đại diện bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có biết mối quan hệ giữa mẹ mình và bị cáo Thức hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tỉnh thức này là do mẹ tôi mang về nhà, lo cho quần áo, giày dép, cho tới xe máy, điện thoại. Hắn không biết ơn mà còn nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ của tôi. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, với một kẻ độc ác và nhẫn tâm như vậy thì phải có mức án nặng nhất mới thích đáng với những kẻ như vậy. Mong hội đồng xét xử hãy dành cho tên này một mức án cao nhất để an ủi cho vong linh của mẹ tôi. Mời chị ngồi xuống. Mời bà Mai Thị Mỹ đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, đầu tiên cho tôi xin lỗi gia đình bị hại. Tôi cũng không ngờ là con trai của tôi nó lại làm chuyện tội ác tày đình như vậy. Tôi làm mẹ nhưng mà không biết dạy bảo con mình, cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Về bản án, tôi kính xin hội đồng xét xử khoan hồng, cứu xét cho con tôi có con đường sống để chuộc lại lỗi lầm. Tôi không biết nói gì hơn. Mời bà ngồi xuống.
Xin mời chị Trần Thị Ý Nhi đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có mối quan hệ như thế nào với bị cáo Thức? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi là bạn gái của bị cáo. Chị có biết gì về âm mưu của bị cáo Thức hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi chỉ biết là bị cáo muốn lừa bị hại một số tiền lớn, chứ tôi không hề biết là bị cáo muốn giết bị hại. Tại sao chị biết rõ bị cáo có ý định lừa tiền của bị hại mà chị không ngăn cản? Dạ. Chính vì chị đã không ngăn cản, cho nên chị đã vô tình góp phần vào việc đau lòng hôm nay. Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi đã biết tội lỗi của mình rồi. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Thức, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết mình có tội, biết mình đã sai. Bị cáo xin cúi đầu nhận lỗi gia đình bị hại. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, được sửa sai tội lỗi của mình. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Sĩ Thức đối với bị hại Đỗ Thị Quyên là vô cùng tàn ác. Sau khi giết bị hại, bị cáo đã cướp toàn bộ tài sản nữ trang của bị hại rồi đốt xác phi tang nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau khi bị bắt đã quanh co chối tội, không thể hiện sự ăn năn hối cải. Căn cứ vào điều 93, điều 133 Bộ luật hình sự, sau khi tổng hợp hình phạt, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Sĩ Thức mức án tử hình đối với tội danh giết người và cướp tài sản, buộc bị cáo trả lại tài sản đã cướp cho gia đình bị hại. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Một vụ án tàn nhẫn, và khi sự thật được đưa ra ánh sáng, khi phiên tòa đi vào xét xử, tôi sửng sốt vì biết giữa bị cáo Thức và bị hại Quyên đang có mối quan hệ yêu đương. Vậy mà khi không lấy được tiền từ tình nhân, bị cáo Thức đã nổi cơn thịnh nộ, lên kế hoạch tàn ác để giết người tình và cướp tài sản. Tôi cũng nghĩ, giá mà bị hại Quyên khéo léo hơn trong mối quan hệ của mình. Nếu lựa chọn không đúng người để gửi gắm tình cảm thì cứ dứt khoát, đâu cần phải dùng thái độ hằn học hoặc nói những lời nặng nề khiến bị cáo bị kích động mà ra tay tàn độc. Ai đúng ai sai trong phiên tòa này đã phán xử, và chính họ phải trả giá đắt cho lối sống của mình. Con chào cô, con là phóng viên ký sự Pháp Đình, con ngồi nói chuyện với cô chút có được không? Hôm nay cô tới dự tòa có một mình thôi sao? Bây giờ con trai tôi nó bị thằng con rể giết, đứa chết, đứa thì ở tù, con gái thì bỏ đi, ai đi cùng với tôi nữa đây hả cô? Con xin chia buồn với gia đình, nhưng cô phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên nha cô. Cháu tôi nó khổ vậy đó, nên tôi phải sống thêm để mà gánh chịu đó cô. Mà nguyên nhân cớ sự làm sao mà chú nhà lại hành động như vậy hả cô? Từ cái ngày thằng Út chết á, ổng mới thay đổi tính hết như vậy đó. Thank you.
Ông à, sao ông cứ uống rượu hoài vậy? Ông uống từ sáng đến giờ rồi đó. Bà thì cài tôi đi, đừng có quan tâm tới tôi nữa. Ông nói làm sao vậy? Ông uống thì ông cũng phải biết giữ sức khỏe của mình chứ. Tôi sống hay chết đó, mà cài tôi. Bà đừng nhắc nhở gì. Người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi là má nữa nè. Tôi cũng đau đâu có kém ông đâu. Ông là người sống. Mà ông cứ rượu chè say xỉn suốt cả ngày vậy đó. Làm sao tôi chịu nổi vậy chứ? Bà chịu không nổi thì bà chết đi. Tôi với bà cũng chết luôn. Mà tại sao con rể của cô lại chém chết con trai cô như vậy? Rượu, do rượu, vì rượu, tất cả đều từ đó mà ra hết á. Hôm đó, nhậu ở nhà tôi á, thì thằng Út tôi á, nó xin nghỉ uống, để nó chở tôi đi khám bệnh. Nhưng mà thằng con rể với ổng cứ ép nó uống. Thế rồi cô men vô mà có ai nhịn ai đâu cô. Hai đứa nó cự cãi. Rồi sự việc nó xảy ra như vậy đó. Từ sau khi mà thằng Út chết á, thằng Mạnh thì đi tù, con Hồng vợ thằng Mạnh cũng bỏ đi. Ông không những không thay đổi mà ông còn uống nhiều hơn. Rồi bao nhiêu tội lỗi á, ông đều trút hết lên đầu tôi á. Rượu đâu? Tôi đã nói với ông rồi, hôm nay ông nghỉ uống một bữa đi, chiều còn chở tôi đi mua đồ để cúng cho thằng Út nữa. Bà hại con bà chết, bây giờ bà còn muốn hại tôi nữa hả? Cũng tại bà không có cho nó uống, bà bắt chở bà đi công chuyện gì đó, cho nên nói với thằng Mạnh mới gây gổ với nhau. Thì bà bớt lằng nhằng, bớt kiếm chuyện đi, thì con tôi đâu có chết. Ông nói cái gì vậy? Ông mất con, tôi cũng mất con vậy. Ông nhớ đi, hôm đó đó, thằng Út nó đâu có muốn uống nữa đâu. Ông với thằng Mạnh á, cứ ép nhỏ uống à. Mà thằng Mạnh á, là nó uống rượu vô á, là nó về nó đánh đập, nó hành hạ con Hồng. Thì thằng Út á, nó muốn ngăn cái bữa cơm đó đó. Nó nói anh á, để cho anh nó thay đổi. Nhưng mà lại xảy ra cớ sự như vậy, mà sao ông cứ chì chiết, bao nhiêu tội lỗi ông cũng trút cho tôi hết vậy. Người chết á thì cũng đã chết rồi,
Người sống không để cho sống vậy chứ. Hay là ông giết chết tôi luôn đi. Tôi chết hả? Bà muốn tôi giết bà hả? Ông làm gì vậy? Ông điên rồi hả? Đúng, tôi điên rồi đó. Nhìn cái mặt bà là tôi muốn nổi điên lên. Ông dù điên là ông điên rồi. Ông mà còn như vậy á, tôi bỏ đi, làm vừa lâu ông nè. Bỏ tôi đi hả? Mày hù tao hả? Bỏ tôi đi. Đợi hôm sau tôi chuẩn bị mâm lễ để cúng 49 ngày cho thằng nhỏ. Chờ ổng hoài cũng không thấy ổng về. Tôi nghĩ chắc là ổng ra mộ nó rồi. Từ lúc nó mất á, cứ mỗi lần xỉn á là ổng đi ra mộ đó, ổng ngồi ổng khóc. Một lát sau á, ổng về. Không biết đi đâu giờ này mà cũng không thấy về nữa trời. Ông đi đâu vậy? Mâm cúng tôi đã sửa soạn hết rồi. Ông vô thắp hương rồi cúng cho con đi ông. Tôi đã nói rồi, không có cúng bái gì hết. Ông nói gì kỳ cục vậy? Tôi đã nói là hôm nay á là ông đừng có uống, đừng có xỉn nữa, để về mà lo cúng cho thằng Út. Không nghe rồi cứ câm miệng lại đi. Ông làm gì vậy? Tôi nhớ con tôi, uống không được hả? Ông điên rồi. Ông không cúng thì tôi cúng, không có ông tôi cũng lo cho con tôi được vậy. Tôi không cần ông nữa. Nói cái gì? Không ông nữa. Ông nói này không cần tao nữa hả? Đừng chết, tao bớt lằn nhằn, bớt kiếm chuyện đi. Thì con tao không có chết. Con cơ mày chết. Con cơ mày chết. Con cơ mày chết. Con cơ mày chết luôn. Tao đâu rồi mày chết luôn. Dưỡng, dưỡng làm cái gì vậy Dưỡng? Gì? Nói cho chuyện đâu. Mày tránh ra. Mày để tao giết nó. Mày để tao giết. Tao giết nó. Dũng bình tĩnh lại đi. Dũng điên rồi hả? Sắp tới giờ xét xử rồi. Mình vào trong nha cô. Bị cáo Trần Văn Phán, tại sao bị cáo lại có hành động bóp cổ và ép vợ mình là bị hại Lê Tô Hiền uống thuốc từ sau? Thưa hội đồng xét xử, từ lúc con trai của bị cáo chết, vì quá thương con nên bị cáo quẫn trí. Bị cáo không biết tại sao lại có những hành động như vậy nữa. Bị cáo sai. Con bị cáo chết là do mâu thuẫn với con rể của bị cáo. Sự việc không hề liên quan đến bị hại. Tại sao bị cáo luôn chì chiết đổ trách nhiệm về vợ mình? Thưa hội đồng xét xử, hôm đó là đang nhậu. Vợ bị cáo không có cho Út nó uống, rồi bắt nó chở qua đi khám bệnh. Thằng Mạnh nó mới hỗn với bà. Thì thằng Út nó lớn tiếng, nó trách anh rể nó hỗn với má. Rồi thằng Mạnh về nó giác dao, nó chém thằng Út. Kể từ lúc đó, bị cáo cứ nghĩ là
Nếu bà đừng có hối, đừng có ngăn cản, thì thằng Út nó đâu có chết. Bị cáo ân hận lắm rồi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Văn Phán đối với bị hại Lê Thu Hiền là giết người. Sau cái chết của con trai, bị cáo đã đổ trách nhiệm lên bị hại thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn để tìm cớ hành hung gây sự với bị hại. Đỉnh điểm chính là việc bóp miệng đổ thuốc trừ sâu vào bị hại. Tuy không chết nhưng điều này nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Căn cứ vào điều 123 bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khoán 12 năm tù về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Lê Thu Hiền đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Vì sao bà không báo chính quyền về vấn đề chồng bà thường xuyên say xỉn, gây hấn, thậm chí là uy hiếp bà, mà chọn việc chịu đựng để mà dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy? Thưa hội đồng xét xử, vợ chồng với nhau mấy chục năm rồi, làm sao mà tôi nỡ tố cáo ông? Với lại tôi biết, tại vì con đi chết, ông mới thay đổi tính hết như vậy đó. Chứ trước đây á, ông cũng uống rượu, nhưng mà ông đâu có gây sự với ai. Chỉ từ khi thằng Út nó chết, ông mới quẫn trí, rồi ông uống rượu nhiều hơn nữa, nên ông mới kiếm chuyện gây với tôi. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Phán hay không? Thưa hội đồng xét xử, như tôi đã nói rồi đó, ông vốn rất là hiền lành, ông thương thằng Út lắm, cũng tại ông uống rượu vô ông mới như thế thôi. Tôi chỉ xin hội đồng xét xử giảm án cho ông, cho ông sớm được mãn hạn tù. Mời bà ngồi xuống. Mời chị Trần Thị Mỹ, là em gái đồng thời cũng là đại diện của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Sau cái chết của cháu bà, bị cáo Phán có những thay đổi tính cách, suy nghĩ, bà có biết vấn đề này không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, anh trai tôi á vốn rất là thương thằng Út. Từ hồi nó còn sống á, đi đâu hai ba con cũng đi chung với nhau, nên khi nó chết á, anh tôi sốc dữ lắm, nên mới trở nên cọc cằn và nóng tính như vậy. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi kính xin hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho anh tôi ạ. Nhìn thấy chị lủi thủi sống một mình như vậy, tôi đau lắm, tôi xót lắm, nên kính xin hội đồng xét xử giảm án cho anh tôi ạ. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Phán, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, cho tôi gửi lời xin lỗi vợ tôi. Tại vì con tôi chết tôi đau lòng quá, tôi rất là ân hận. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Văn Phán đối với bị hại Lê Thu Hiền là cố ý giết người. Sau cái chết của con trai mà nguyên nhân chính là do men rượu, bị cáo không những không thay đổi hạn chế rượu chè mà lại say xỉn nhiều hơn, dẫn đến việc
thường xuyên kiếm cớ hành hung bị hại. Đỉnh điểm của vụ việc chính là hành động bóp cổ, ép bị hại uống thuốc trừ sâu. Đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Tuy được bị hại xin giảm án, nhưng vẫn cần được xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phán 12 năm tù về tội danh giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Đã có không biết bao nhiêu vụ án đau lòng vì rượu, và phiên tòa xét xử ngày hôm nay cũng là một trong số đó. Khi ngồi trò chuyện với bị hại Hiền, cũng là vợ bị cáo, tôi không khỏi xót xa cho số kiếp truân chuyên của người đàn bà đáng thương này. Con trai bị con rể giết chết trên bàn nhậu, con gái vì quá mặc cảm đã bỏ đi tha hương. Những tưởng điều đó sẽ khiến cho bị cáo Phán, cũng là chồng của bà, nhận ra bi kịch từ men rượu mà thay đổi. Nhưng không, bi kịch cũ chưa qua, bi kịch mới lại bắt đầu. Khi người chồng chung sống với nhau gần cả đời người, nhẫn tâm muốn cướp đi mạng sống của bà. Nhìn người phụ nữ khắc khổ khô cạn nước mắt, nhìn người chồng trong phút ân hận muộn màng, tôi tự hỏi vợ trách ai, lỗi tại ai? Phải chăng là vì rượu, vì hơi men, vì phút không kềm chế được lòng mình, để rồi nỗi đau này cứ thế chồng chất lên nỗi đau khác? Em chào chị. Chào em, chị là phóng viên ký sự pháp đình. Chị đã đọc rất nhiều bài báo về em. Báo viết về em chắc là về ma túy, về tù tội đúng không chị? Còn cả về tình cảm của em và em gái mình nữa. Em đã làm hại cả cuộc đời của em gái em. Nếu như ngày đó em không bị đồng tiền làm mờ mắt, nếu như em phát hiện số hàng mà em vận chuyển lúc đó là ma túy chứ không phải là quần áo, thì em của em không phải lãnh mức án như vậy. Anh Vĩnh, mở cửa cho tôi. Anh Vĩnh. À, thì ra cậu là cậu em, anh tưởng ai. Nói cho tôi biết, đây là cái gì? Đây là cái gì? Cưng không cần biết. Cưng chỉ cần biết là anh thuê cưng để vận chuyển hàng cho anh xuyên quốc gia. Đó chỉ là quần áo, giày dép, cưng hiểu chứ? Ma túy đúng không? Quần áo, giày dép chỉ là để anh qua mắt được hải quan, qua mắt cả tôi. Thực chất cái thứ mà anh muốn tôi vận chuyển cho anh là ma túy. Đúng, đó là ma túy. Giờ để anh nhắc cho cưng nhớ, một khi cưng đã chín vào ma túy thì chỉ có thể lún sâu hơn chứ không được quyền rút ra. Cưng hiểu không? Không, tôi không muốn làm nữa. Tiền của những lần giao dịch trước tôi hứa tôi sẽ trả cho anh, tôi không tham gia nữa. Anh làm gì vậy? Có vẻ như cưng không tin, thì để anh nhấn mạnh là một lần nữa cho cưng hiểu. Một khi đã dính vào ma túy thì cưng không được rút ra. Và nếu như cưng muốn rút ra thì hậu quả không phải một mình cưng phải gánh, mà còn liên lụy đến em gái cưng nữa kìa. Chỉ lần vận chuyển ma túy trước kia, nếu bị công an tóm được thì anh nghĩ cái mức án nhẹ nhất chung thân biết. Mới biết được sự thật, em sợ lắm.
Em muốn liên lạc với em gái của em để nói cho nó biết sự thật. Nhưng mà lúc đó em không biết số điện thoại của nó ở nước ngoài. Một phần là gì? Em rất sợ. Một khi đã dính vào ma túy thì cưng không được rút ra, hậu quả cũng phải mình cưng phải gánh, mà còn liên lụy đến em gái của mình. Alo. Alo, anh nghe nè cưng. Anh đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện quan trọng để nói với anh nè. Bây giờ hả? Bây giờ thì không được rồi, anh bận. Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng lắm. Vậy thì khi nào tôi mới gặp anh được? Nếu vậy thì ngày mai đi. Ngày mai có gì anh sẽ nhắn địa chỉ cho cưng. Bye cưng ha. Chúc cưng ngủ ngon. Lúc đó em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không như Vĩnh. Đúng là em đã sa chân vào ma túy, nhưng em đã rút ra. Và em quyết tâm là em phải thoát khỏi nó. Cứ ngồi đi. Không nghĩ tại sao anh có thể hẹn tôi ra đây để nói những cái chuyện này. Anh sai quá. Đáng lẽ anh phải hẹn tôi ra khách sạn mới đúng không? Anh. Nhưng mà cưng yên tâm đi. Ở đây vắng vẻ lắm, mình cứ thoải mái nói chuyện, có ai mà để ý. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi không muốn tham gia vào đường dây này nữa. Tôi muốn chết. Anh xin lỗi cưng, chắc tại tính anh nóng quá. Cưng nói sao? Cưng muốn rút hả? Đúng. Cũng được thôi, nhưng mà cưng làm giúp anh cái vụ này đi, phi vụ cuối cùng. Tại vì tuần sau anh phải giao hàng cho khách rồi. Cưng mà nghĩ thì anh không có người thế. Anh đâu có thiếu người. Và đây là lần cuối cùng Hương làm cho anh. Sau khi Hương về nước, tôi sẽ không cho Hương làm nữa. Anh nói cho cưng biết, nếu như cưng không làm thì em gái của cưng sẽ không về nước được. Nói gì? Nói cho cưng vui, khi mà xong phi vụ này thì anh cũng sẽ đi nước ngoài. Còn cưng, cưng sẽ có 1.000 đô cùng với sự tự do và em gái. Nhưng mà anh nhắc lại một lần nữa cho cưng biết, một khi đã dính đến ma túy thì không bao giờ cưng có đường rút môn. Cưng hiểu hả? Vé máy bay cùng địa chỉ ngày mai sẽ gửi cho cưng. Chúc cưng may mắn nhé. Đi. Alo. Hương á em. Em sao rồi? Hai ơi, em đang ở sân bay chuẩn bị về nước nè. Em giao hàng cho người ta xong rồi đó. Giao hàng xong á hả là phải ra sân bay liền, không có được đi đâu chơi hết á. Em, chị xin lỗi. Trời ơi, có gì đâu mà xin lỗi hai. Em nhận được 500 đô lận. Về nước á hả, tha hồ mà hai chị em mình đi du lịch. Vậy nha hai, em làm thủ tục lên máy bay đây. Hương, em ơi. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi.
Lúc về đến Việt Nam, Hương bị hải quan phát hiện là có 4 kg ma túy đá trong vali đựng giấy. Lúc đó em còn đang ở nước ngoài để thực hiện chuyến giao dịch cuối cùng. Khi biết tin thì Vĩnh và một số người Việt Kiều nằm trong đường dây đã bỏ trốn. Phiên tòa ngày hôm đó xét xử chỉ có 2 chị em của em là bị cáo. Bị cáo Phan Hà Phương, hãy cho hội đồng xét xử biết tại sao bị cáo lại là người vận chuyển trái phép chất ma túy trong đường dây buôn bán xuyên quốc gia. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo không hề biết số hàng mà bị cáo vận chuyển là ma túy. Bị cáo quen Vĩnh trong một lần đi xe buýt, và Vĩnh là người chủ động bắt chuyện với bị cáo. Thấy Vĩnh cũng lịch sự, và Vĩnh muốn tìm người để vận chuyển hàng cho hắn, cho nên là bị cáo đã chủ động cho số điện thoại để liên lạc. Sau nhiều lần hẹn gặp để nói chuyện thì bị cáo nhận lời làm việc cho hắn. Một phần là vì số tiền hoa hồng nó quá lớn, lại được đi nước ngoài, cho nên là lúc đó bị cáo đã tham gia vào đường dây của hắn. Vậy tại sao lần cuối cùng bị cáo đã biết đó là hàng cấm mà vẫn tiếp tục vận chuyển? Dạ thưa hội đồng xét xử, tại vì lúc đó bị cáo bị hắn uy hiếp, nếu như mà bị cáo không tiếp tục làm cho hắn thì hắn sẽ làm hại em gái của bị cáo. Chính vì vậy cho nên là bị cáo chỉ muốn bảo vệ em gái của mình nên bị cáo tiếp tục làm cho hắn. Bị cáo nói muốn bảo vệ cho em gái mình nên mới chấp nhận vận chuyển trái phép chất ma túy. Vậy thì bị cáo có nghĩ rằng hàng mà bị cáo vận chuyển đã gieo rắc cái chết trắng cho biết bao nhiêu người hay không? Bị cáo Phan Thu Hương, tại sao bị cáo lại theo chị mình tham gia vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo được chị giới thiệu là có công việc tốt, lương 1000 đô, được đi du lịch, từ vé máy bay cho đến khách sạn thì đều có người cung cấp. Chỉ cần đem số quần áo và giày dép sang nước ngoài rồi đổi lấy mớ vải dốc đem về. Chứ bị cáo không biết là mình và chị hai đều bị dụ vô con đường buôn bán ma túy. Bị cáo có biết rằng chỉ vì sự thiếu hiểu biết, không tỉnh táo, vì vật chất làm cho mờ mắt mà bị cáo đã gây hậu quả vô cùng to lớn hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết hành động buôn bán ma túy là phạm pháp, nhưng mà bị cáo bị lừa. Nếu như mà bị cáo biết á thì có nhiều tiền cỡ nào bị cáo cũng không có làm. Bị cáo nghĩ là khi mà kẻ chủ mưu bị bắt, bị cáo sẽ được thả ra, sẽ được đi học. Nhưng mà bị cáo không ngờ là hành động của mình phạm pháp như vậy. Bản thân hai bị cáo đều là sinh viên đại học, đều có trình độ học vấn và nhận thức cao, nên không thể không thấy được sự bất minh, trong khi công việc quá nhẹ nhàng mà số tiền kiếm được thì lại là quá lớn. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của hai bị cáo Phan Hà Phương và Phan Thu Hương là đặc biệt nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho toàn xã hội. Hai bị cáo khai nhận không hề biết hàng mình nhận vận chuyển là hàng cấm,
Nhưng hồ sơ vụ án có chứng cứ chứng minh bị cáo biết là ma túy trước khi vận chuyển. Vì với trình độ học vấn cao, vốn là những người có hiểu biết pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận làm công việc không minh bạch vì món lợi lớn. Thậm chí sau khi được biết số hàng vận chuyển là ma túy giấu trong những kiện hàng, bị cáo Phương vẫn không hề dừng lại. Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 250 Bộ luật hình sự, với số lượng ma túy lên tới 7,5 kg, Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Phan Hà Phương. Với số lượng ma túy 4,04 kg, Viện kiểm sát đề nghị mức phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Phan Thu Hương. Mời đại diện Viện kiểm sát ngồi xuống. Mời ông Phan Minh Phụng, đại diện cho cả hai bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có biết việc con gái mình, bị cáo Phương và bị cáo Hương tham gia vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy hay không? Thưa hội đồng xét xử, thật sự là tôi hoàn toàn không biết gì hết. Chứ nếu mà tôi biết thì không bao giờ cho đứa con tôi làm như vậy. Tôi nghe nó nói nó đi làm phiên dịch cho người ta. Dạo sau này con Phương nó có tiền sắm sửa đồ đạc, rồi còn nói là sẽ thay mặt ba mẹ mà lo cho em. Tôi nghe con nó nói vậy thì tôi cũng mừng. Tôi đâu có ngờ. Vậy ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát dành cho hai bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, hai đứa con của tôi còn trẻ quá, tại vì nó thiếu hiểu biết cho nên mới cùng nhau làm chuyện phạm pháp như vậy. Mong hội đồng xét xử rộng lượng mà giảm án cho hai đứa con của tôi. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Hương, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo không ngờ là việc làm của mình lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bị cáo vô cùng ân hận, xin hội đồng xét xử hãy giảm nhẹ tội cho hai chị em của bị cáo. Bị cáo Phương, bị cáo cũng được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Khi hội đồng xét xử cho em nói lời sau cùng thì em đã nói với hội đồng xét xử xin cho em gánh hết mọi tội lỗi, em chịu hết mọi bản án, em tử hình cũng được. Nhưng mà em xin hội đồng xét xử là hãy giảm nhẹ cho em gái của em. Bị cáo là người có lỗi, xin hội đồng xét xử hãy xử phạt mỗi bị cáo thôi. Em của bị cáo vô tội, xin hội đồng xét xử hãy giảm nhẹ tội cho em bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao hai bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Chị xin lỗi em. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của hai bị cáo Phan Hà Phương và Phan Thu Hương là đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Vì ham món tiền lớn, hai bị cáo đã chấp nhận làm việc cho đường dây buôn bán ma túy trái phép xuyên quốc gia với số lượng lớn. Sau khi bị bắt, tuy hai bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhưng với tính chất nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, góp phần bài trừ tệ nạn. Căn cứ vào điều 250 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Hà Phương án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bị cáo Phan Thu Hương 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Con ơi là con. Con ơi, là con. Hai đứa con của bà. Con ơi, hai đứa con của bà. Bà, con xin lỗi bà. Hai đứa con của bà. Con ơi là con. Con ơi là con. Con của tôi. Con của tôi. Khi mà em nghe hội đồng xét xử tuyên quyết án là tử hình, lúc đó mặc dù là trước đó là em đã chấp nhận mọi hình phạt, nhưng mà chị biết không, cái cảm giác khi mà mình nghe là mình sắp chết á, thực sự nó kinh khủng lắm. Nhưng mà rồi sau đó thì em được chủ tịch nước ân xá giảm xuống còn chung thân. Em như được sinh ra một lần nữa vậy. Bây giờ tâm nguyện của em là gì? Bây giờ em chỉ mong là tìm ra được tên Vĩnh và đồng bọn của chúng, kẻ đã làm hại cuộc đời của tụi em. Nhờ em mong là em sẽ được gặp Hương, để một lần nữa em nói với Hương là hãy xin lỗi. Em hãy xem cái này nhé. Phải chăng con người ta là thế? Chỉ khi mất đi mới biết trân quý những gì mình đã có. Và lúc đó có khao khát, có đánh đổi mọi thứ để tìm lại hai tiếng ngày xưa thì cũng đã quá muộn màng. Nhìn bị cáo Phương kể về quá trình phạm tội của mình, và bi kịch hơn là cô đã vô tình kéo cả em gái mình là bị cáo Hương lún sâu trong vũng lầy tội lỗi, tôi thật xót xa. Vì thiếu hiểu biết, vì bị đồng tiền chi phối mà hai chị em đã cùng tiếp tay cho hành vi buôn bán cái chết trắng, để rồi tương lai phía trước bỗng chốc sụp đổ. Với lứa tuổi 20, nhiều ước mơ, nhiều dự định, giờ đây chỉ còn là những tháng ngày đằng đẵng sau song sắt nhà giam. Dù ân hận, dù xót xa, cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Có chăng là nếu như đã biết dính vào ma túy thì không thể thoát ra được, thì đừng bao giờ dính vào.